Xin chào các bạn. Các bạn lưu ý cho cô, những bạn nào mà chưa kiểm tra hệ số 1 thì cô sẽ cho kiểm tra bù vào tuần thứ 9 nha, và buổi thứ 9, buổi cuối cùng á. Cho nên buổi tất cả các buổi các bạn phải tham gia cho tới buổi cuối cùng. Thì cô sẽ cho làm bài kiểm tra bù. Tức là cô sẽ gom lại bạn nào chưa kiểm tra hệ số 1, bạn nào chưa kiểm tra hệ số 2 và có lý do chính đáng, có minh chứng rõ ràng thì cô sẽ cho kiểm tra bù vào buổi thứ 9. Được chưa? Và hình thức là sẽ là kiểm tra bằng hình thức tự luận chứ không phải là trắc nghiệm nữa. Nên là rút kinh nghiệm cho kiểm tra hệ số 2, các bạn phải cố gắng tham gia và đầy đủ và đúng giờ. Ai có thắc mắc gì không ạ? Để tránh các bạn còn cứ nhắn tin cho cô, đến bây giờ vẫn vẫn còn rất nhiều bạn nhắn tin cho cô á. Những bạn nào chưa kiểm tra hệ số 1 và sắp tới là những bạn nào chưa kiểm tra hệ số 2, cô sẽ cho kiểm tra bù vào buổi thứ 9 với hình thức là tự luận. Nghe rõ rồi chưa Ngọc Anh? Tất cả các bạn kiểm tra hệ số chưa kiểm tra hệ số 1 và chưa kiểm tra hệ số 2 đều kiểm tra vào buổi thứ 9 và đều là hình thức tự luận hết nha. Giờ Ngọc Anh còn muốn hỏi gì nữa không ạ? Hôm nay chúng ta học sẽ học bài sinh lý chuyển hóa và điều nhiệt.
Bạn chuẩn bị tài liệu sách vở hết đầy đủ chưa để học? Kiểm tra hệ số 1 và hệ số 2 theo đúng thời gian cô đã quy định là tuần thứ tư và tuần thứ 8 thì sẽ kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm 20 câu 15 phút. Những bạn nào không làm bài kiểm tra đúng hạn, làm bài kiểm tra chưa hệ số 1, hệ số 2 mà không làm bài kiểm tra đúng hạn thì cô sẽ cho làm bù vào buổi thứ 9 và hình thức là tự luận. Được chưa nè? Ngọc Anh làm bài kiểm tra hệ số 1 chưa vậy? Đối với bài sinh lý chuyển hóa và điều nhiền này, nó giống như là phần tiếp nối của bài hệ tiêu hóa vậy đó.
Hệ tiêu hóa thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu hóa những thức ăn, phân giải những thức ăn và hấp thu vào trong cơ thể. Thì cái phần chuyển hóa chúng ta sẽ biết được sau khi ăn vào những thức ăn đấy, hấp thu vào cơ thể thì nó sẽ được đi tới cơ quan nào, nó sẽ được chuyển hóa như thế nào, nó sẽ được sử dụng cho những mục đích gì. Đấy. Thì bài chuyển hóa sẽ trả lời chúng ta được câu hỏi đó. Và phần điều nhiệt, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự điều hòa nhiệt độ cơ thể để đảm bảo cho nhiệt độ cơ thể luôn luôn cân bằng, nó sẽ diễn ra ra sao. Rồi, về chuyển hóa thì chuyển hóa là gì? Chuyển hóa là cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể, những phản ứng hóa học trong cơ thể. Và nó sẽ chia làm hai nhóm, đó là phản ứng tổng hợp và phản ứng thoái hóa. Tổng hợp là gì? Tổng hợp có nghĩa là cơ thể chúng ta sẽ lấy những cái phân tử có kích thước nhỏ từ thức ăn, từ những chất dinh dưỡng đã được hấp thu vào từ thức ăn đấy, để nó tổng hợp nên những cái phân tử có kích thước lớn hơn để xây dựng cơ thể, để cấu tạo nên những cấu trúc của cơ thể, thì gọi là phản ứng tổng hợp. Còn thoái hóa là quá trình mà phân giải, phân hủy. Phân giải, phân hủy những cái phân tử mà lấy những phân tử đã tích lũy ở bên trong cơ thể, phân giải nó đi, đốt cháy nó đi để tạo ra những chất có kích thước nhỏ hơn, hoặc là để đốt cháy nó đi để tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động, được gọi là phản ứng thoái hóa. Thì chúng ta sẽ học về chuyển hóa glucid, lipid và protein. Đầu tiên là chuyển hóa glucid. Chúng ta ăn vào những thức ăn có bản chất là glucid, tức là các carbohydrate, các carbohydrate, nó có tinh bột, thức ăn nó có tinh bột, thì nó sẽ bắt đầu được tiêu hóa, nó sẽ được tiêu hóa bởi enzyme gì ạ? Enzyme gì để tiêu hóa tinh bột? Amila, đúng rồi. Amila do tuyến nào tiết ra? Tuyến nước bọt. Ngoài tuyến nước bọt ra còn tuyến nào tiết ra amila nữa không? Đúng rồi, đó, tuyến tụy tiết ra amila nữa. Rồi, sau khi tiết ra amila và các cái enzyme để tiêu hóa tinh bột khác, ví dụ như manta, disaccharide, v.v. thì nó sẽ tiêu hóa những tinh bột đấy thành các monosaccharide. Monosaccharide mà chiếm tỷ lệ lớn nhất hấp thu vào trong cơ thể đó chính là glucose. Bởi vậy nên hầu như chúng ta làm xét nghiệm máu thì thường là xét nghiệm đường glucose thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ còn những dạng đường đơn khác. Đâu các bạn kể cho cô một vài đường đơn khác ngoài glucose xem. Rồi, fructose. Gì khác nữa không? Ngoài fructose. Galacto. Ngoài. Đấy là những dạng đường đơn. Hoặc là ví dụ như bento. Đấy, là những dạng đường đơn. Và cơ thể chúng ta chỉ hấp thu đường đơn mà thôi. Cơ thể chúng ta chỉ những hấp thu những đường đơn vào trong 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 máu mà thôi. Rồi, các cái monosaccharide sẽ hấp thu vào máu, đi qua niêm mạc ruột, đi vào trong máu. Và nó sẽ đi tới cơ quan nào đầu tiên? Khi đi vào máu rồi thì nó sẽ đi tới đâu nữa? Đi tới cơ quan nào nữa?
tới tim, tới phổi, tới não, tới gan, tới thận, đi tới cơ quan nào đầu tiên? Đi tới gan. Đúng rồi, đi tới gan. Thế vì sao nó phải đi tới gan mà không phải đi tới những nơi cơ quan khác? Ừ, tại vì ở gan nó sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa các chất. À, nó sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa các chất. Gan giống như là một nhà máy chuyển hóa của cơ thể, nên hầu như các chất là ăn vào nó đều đi về gan. Ừ, ở gan thì nếu mà đường trở nên dư thừa, máy ăn vào đường trở nên dư thừa thì nó sẽ tích lũy lại ở dưới dạng glycogen để dự trữ ở gan. Ừ. Nhưng mà nếu như cơ thể chúng ta thiếu đường thì nó sẽ bắt đầu lấy những glycogen đấy thoái hóa đi, phân giải đi để tạo thành đường trở lại cung cấp cho hoạt động của cơ thể. Như vậy đường thì, monosaccharide sau khi hấp thụ vào máu thì nó sẽ lưu hành ở trong máu ở dưới dạng đường đơn, và chủ yếu là đường gluco chiếm tỷ lệ lớn nhất. Ngoài ra thì đường nó sẽ còn tham gia vào cái quá trình cấu trúc của tế bào, cấu trúc cơ thể bằng cách kết hợp với lipid và protein, và dạng dự trữ của đường là ở dưới dạng glycogen. Ngoài việc dự trữ ở dưới dạng glycogen thì đường còn được chuyển hóa thành axit béo nữa. Cho nên ăn ngọt nhiều chúng ta sẽ bị mập, và vì vậy nó dư thừa quá, nó không tích lũy hết ở dưới dạng glycogen thì nó sẽ chuyển thành axit béo tích trữ ở dưới dạng mỡ, mô mỡ. Và đường có vai trò cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể. Gluco là dạng năng lượng ưa thích của tất cả các tế bào. Các tế bào rất thích đốt cháy gluco để tạo năng lượng hoạt động. Đốt cháy nó rất dễ dàng và nó ít tạo ra độc tố cho đến tế bào, cho cơ thể. Nó chỉ tạo ra CO2 thôi, là độc tố thôi. Còn lại nó không có gây ra độc tố gì cho cơ thể cả. Nên các tế bào của cơ thể rất thích sử dụng đường. Mình ăn một dĩa cơm tấm gồm có cơm, gồm có miếng sườn, gồm có mỡ hành, vân vân. Ăn vào thì các chất dinh dưỡng đó, glucid, lipid, protein đều hấp thu vào trong cơ thể hết. Nhưng mà cơ thể chúng ta sẽ sử dụng đường đầu tiên để sinh năng lượng. Nhu cầu của nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tất cả các chất, 65 đến 70% một ngày. Và đường sẽ sau khi đi vào trong máu thì nó sẽ được vận chuyển vào trong tế bào dưới tác động của insulin. Hormone insulin do tuyến tụy tiết ra, nó sẽ gắn vào thụ thể trên màng tế bào. Và khi nó gắn vào thụ thể trên màng tế bào, nó sẽ làm cho tế bào mở những cánh cửa của nó ra, mở những các kênh vận chuyển ra, đặc biệt là mở kênh vận chuyển đường để cho đường từ bên ngoài máu đi vào trong tế bào được dễ dàng hơn. Nên ta gọi insulin làm tăng tính thấm của màng tế bào đối với gluco là vì vậy. Khi đi vô trong tế bào rồi thì gluco sẽ được chuyển hóa. Nếu dư thừa thì nó sẽ tổng hợp thành glycogen. Nếu cơ thể đang cần năng lượng thì nó sẽ đi vào chu trình Krebs đốt cháy để tạo lượng cho cơ thể hoạt động. Này, đi vào trong tế bào rồi thì insulin sẽ kích hoạt hexokinase để chuyển gluco thành gluco 6 phốt phát. Tức là nó sẽ góp phần gắn góc phốt phát vào đường. Và chỉ khi nào đường được gắn góc phốt phát vào thì nó mới trở nên bền vững và ở lại ở trong tế bào được lâu hơn. Còn nếu nó không gắn góc phốt phát thì nó có thể đi theo kênh vận chuyển ra ngoài tế bào. Nên tế bào phải giữ nó lại bằng cách gắn góc phốt phát vào. Gluco sẽ được gắn góc phốt phát vào và tạo thành gluco 6 phốt phát. Fructose đi vào trong tế bào cũng được tạo thành fructose 6 phốt phát. Galacto đi vào trong tế bào cũng được tạo thành galacto 1 phốt phát. Đấy. Nó gắn góc phốt phát hết vào những phân tử đường này để giữ lại. Rồi. Sau khi mà đã tạo thành các góc phốt phát rồi thì nó sẽ nối những phân tử đường đấy, nó tạo thành một cái chuỗi, nó gọi là chuỗi glycogen. Vậy thì glycogen là dạng dự trữ đường ở trong các tế bào, đặc biệt là tế bào gan và tế bào cơ, nhiều nhất vẫn là tế bào gan.
dưới sự tác động của glycogen synthetase, nó sẽ nối những phân tử đường đó với nhau để tạo thành chuỗi glycogen dự trữ. Nhưng mà có một điều cần lưu ý, đó là bắt đầu có thể là đường gluco, đường fructogalacto nó dự trữ lại, nó được gắn vào phosphat và nó gắn kết lại với nhau tạo thành glycogen. Nhưng khi cơ thể chúng ta phân giải glycogen để tạo thành đường trở lại thì hầu như chỉ chuyển thành đường gluco thôi, không tạo ra fructo hay galacto nữa. Đó là một điểm đặc biệt đó, bởi vậy cho nên làm cho nồng độ đường. Đấy, đi vào trong chu trình Krebs thì nó sẽ được đốt cháy. Lấy oxy để đốt, đúng không? Để, và cuối cùng tạo ra CO2 nước và giải phóng ra ATP. Khi đốt cháy đường thì nó sẽ tạo ra khoảng 360 kilocalo. Đấy, và cơ thể chúng ta sẽ điều hòa quá trình chuyển hóa đường bằng hai, đó là cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch. Cơ chế thần kinh là gì? Khi lượng máu đi lên não mà có nồng độ đường thấp, tức là năng lượng cung cấp cho tế bào não ít đi. Tế bào não rất nhạy cảm với tình trạng thiếu năng lượng, nên nó sẽ kích hoạt vùng hạ đồi, tiết ra CRH. Rồi CRH của hạ đồi sẽ kích thích tuyến yên tiết ra ACTH. ACTH sẽ kích thích tuyến thượng thận, làm cho tuyến thượng thận tiết ra adrenaline. Và adrenaline lại tác động vào tế bào, làm tăng phân hủy glycogen để sinh đường trở lại, làm cho đường huyết tăng lên. Nhưng mà cơ chế thần kinh để mà làm tăng đường huyết, nó thấy rằng nó rất là dài dòng, nó rất lâu và kém hiệu quả. Và cơ thể chúng ta phải có một cơ chế khác hiệu quả hơn, đó chính là cơ chế thể dịch, tức là nhờ vào sự hoạt động của các tuyến nội tiết của các hormone. Tuyến nội tiết sẽ tiết ra hormone để điều hòa đường huyết, hormone GH hay còn gọi là hormone tăng trưởng, sẽ có vai trò trong việc kích thích quá trình phát triển của cơ thể. Tuy nhiên sau khi tiết ra GH, nó sẽ tác động vào tất cả các tế bào, đặc biệt là tế bào gan, để tăng ấy, sự phân hủy glycogen thành gluco để làm tăng đường huyết lên, ức chế hoạt động của enzyme hexokina để cho đường nó không vô trong tế bào, không giữ lại đâu ở trong tế bào được. T4 là hormone do tuyến giáp tiết ra, cortisol là hormone do vỏ thượng thận tiết ra, adrenaline là hormone do tủy thượng thận tiết ra, và glucagon là hormone của tuyến tụy tiết ra. Chúng ta sẽ có 5 hormone làm tăng đường huyết. Nhưng cơ thể chúng ta có bao nhiêu hormone làm giảm đường huyết ạ? Bao nhiêu hormone làm giảm đường huyết? Một thôi, đúng rồi. Đó chính là insulin, chính xác ha. Có thể chúng ta chỉ có duy nhất một hormone làm giảm đường huyết thôi, và lại có rất nhiều hormone làm tăng đường huyết. Đó, bạn thấy một điểm đặc biệt như vậy. Như vậy bạn có thể thấy được là cơ thể chúng ta ưu tiên cho việc tăng đường huyết hơn là giảm đường huyết, đúng không ạ? Ưu tiên cho việc tăng đường huyết hơn là giảm đường huyết. Vì sao như vậy? Nếu bạn có thể trả lời với bằng cái câu hỏi là một người bị tăng đường huyết với một người bị giảm đường huyết thì người nào sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn? À, các bạn khác trong lớp mình cũng trả lời đi nha. Có thấy em đi đi lại lại cũng có bấy nhiêu bạn trả lời à? Thế vì sao giảm đường huyết lại gây tử vong, nguy cơ tử vong cao hơn?
Về ảnh hưởng đến hệ thần kinh rồi. Nha, nên ta biết đường là dạng năng lượng cũng của chủ yếu của cơ thể mà, ưa thích của cơ thể mà. Nên khi đường mà giảm, đường huyết giảm thì các tế bào của cơ thể sẽ bị thiếu năng lượng. Rồi khi bị thiếu năng lượng thì các tế bào nó sẽ bị giới hạn hoạt động, nó sẽ bị hoại tử và chết tế bào. Và như vậy nguy cơ tử vong sẽ cao. Còn nếu một người bị tăng đường huyết thì nó sẽ gây rối loạn hoạt động của tế bào. Nhưng cho dù tế bào bị rối loạn hoạt động nhưng tế bào vẫn đủ năng lượng để hoạt động và dư thừa năng lượng để hoạt động, cho nên nó phải rối loạn thế này, nó rối loạn trong một khoảng thời gian nhất định, thì lúc đấy nó rối loạn quá mức hết khả năng chịu đựng của tế bào thì lúc đó tế bào nó mới bị tổn thương. Nên bạn thấy là đường huyết trung bình của mình đó, nó sẽ dao động từ 0,8 đến 1,2 gram trên lít, là 80 đến 120 mg trên decilit, cái pH theo đơn vị thôi ha. Thì khoảng 0,8 đến 1,2 gram trên lít là bình thường. Dưới 0,8 được hạ đường huyết và trên 1,2 được gọi là tăng đường huyết. Thế nếu dưới 0,8 gram trên lít, ví dụ như 0,6 0,7 gram trên lít, bệnh nhân sẽ thấy cảm giác là gì ạ? Đói, mệt, vã mồ hôi, tay chân run, tim đập nhanh, đúng không? Đây là những triệu chứng của hạ đường huyết đó. Rồi nếu như bệnh nhân vẫn không cung cấp kịp thời đường cho cơ thể thì nó sẽ còn giảm đường huyết xuống. Nếu tiếp tục giảm xuống 0,5 gram trên lít thì năng lượng cung cấp cho não sẽ ít đi, bệnh nhân sẽ trở nên lơ mơ và hôn mê và nguy cơ tử vong cao. Vậy thì khoảng cách từ 0,8 là bình thường đúng không? Chứ tới 0,5 là chỉ cách nhau có 0,3 gram trên lít thôi là đã là gây hôn mê và tử vong rồi. Còn một bệnh nhân bị tăng đường huyết nè, 1,2 trên 1,2 gram trên lít được gọi là tăng đường huyết ha. Thì nếu tăng lên 1,4 1,5 gram trên lít, bệnh nhân sẽ cảm giác khát nước hơn, thấy người mệt, khát nước và miệng lúc nào cũng khô khát, da khô. Đấy. Tới một tăng lên đến 1,7 1,8 gram trên lít thì bệnh nhân sẽ đi tiểu nhiều hơn, bệnh nhân sẽ cảm giác mệt hơn, khát nước, da khô quá, nhanh nhẹo đi, người mệt là vì mất nước nhiều quá. Rồi lên tới 2,2 đến 2,5 gram trên lít, lúc này bệnh nhân sẽ thấy mệt lừ đừ, lừ đừ mệt và bắt đầu dẫn tới tình trạng là hôn mê. Nếu như mình nồng độ đường trong máu tăng lên hơn 2,5 gram trên lít. Các bạn thấy từ cái ngưỡng là ở giới hạn trên của đường huyết bình thường là 1,2, nó lên đến 2,5, trên 2,5 nó mới gây ra nguy cơ hôn mê và tử vong. Thì cái khoảng giới hạn của nó là rất lớn. Cho nên đôi khi bệnh nhân bị tăng đường huyết xong làm cho bệnh nhân tử vong liền. Nên nó sẽ có biến chứng lên các cơ quan khác do rối loạn chuyển hóa. Nhưng mà nó sẽ xảy ra từ 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 nhiều tháng nhiều năm. Tăng đường huyết không có làm cho bệnh nhân tử vong liền. Nhưng nếu chúng ta sử dụng các thuốc để làm hạ đường huyết một cách đột ngột thì có thể làm cho bệnh nhân tử vong. Nha, chúng ta dùng thuốc không đúng sẽ làm cho bệnh nhân bị tử vong do bị hạ đường huyết rất nhanh chóng. Nha, nên nói đến điều này để mà lưu ý cho các bạn một điểm, đó là nếu một bệnh nhân bị đái tháo đường, các bạn điều trị cho họ
mặc dù bạn xét nghiệm thấy đường huyết họ tăng rất cao, nhưng cũng không nên sử dụng thuốc hạ đường huyết liều cao cho họ. Chúng ta phải dò liều. Ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng thuốc hạ đường huyết với liều thấp nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Giống như ta đi mua hàng, ta lúc nào cũng muốn là vừa rẻ vừa đẹp vậy đó. Đúng không? Sử dụng thuốc cho bệnh nhân đái tháo đường cũng vậy. Phải sử dụng liều thuốc thấp nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Cho nên bao giờ cũng sẽ phải sử dụng liều thấp nhất cho bệnh nhân trước. Cho bệnh nhân sử dụng liều thấp nhất đi, rồi sau đó sẽ xét nghiệm máu lại xem thử có đáp ứng tốt, bệnh nhân có đáp ứng tốt với liều thuốc thấp đó hay không. Nếu là liều thuốc đó mà ổn rồi thì để cho tiếp tục để cho bệnh nhân sử dụng liều thuốc đấy. Còn nếu như liều thuốc đấy mà chưa ổn, đường huyết của bệnh nhân vẫn đang làm tăng, chưa đạt được đường huyết mục tiêu điều trị, thì chúng ta sẽ nâng liều dần lên, nâng dần lên cho đến khi đạt được mục tiêu điều trị, được không? Chứ còn nếu chúng ta sử dụng thuốc hạ đường huyết mà mạnh ngay từ đầu thì nó có thể làm cho bệnh nhân bị hạ đường huyết. Hạ đường huyết không phải là hạ ban ngày cho mình dễ thấy đâu các bạn, mà thường là hạ vào ban đêm 3-4 giờ sáng. Các bạn nên run tay chân 10 mệt lạ đi, đi vào hôn mê lúc nào cũng hay. Và người nhà ngủ vào giờ đấy đang ngủ ngon mà rất khó phát hiện vào thời điểm đấy, nên nguy cơ tử vong sẽ cao. Lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua chuyển hóa lipid. Lipid chúng ta ăn vào ở dưới dạng là các hạt dầu, mỡ, nên là ăn vào thì nó sẽ được phân giải bởi enzyme gì ạ? Enzyme phân giải lipid. Lipa, ngoài lipa ra còn có gì khác? Tôi có lipa nè, tôi có phospholipa nè, tôi có cholesterol estera nè, đúng không? Rồi có rất nhiều các enzyme để phân giải lipid, và nó sẽ phân giải lipid những cái miếng mỡ đấy thành những phân tử axit béo và glycerol. Phân giải thành axit béo và glycerol. Nhưng mà những axit béo, những cái phân tử lipid đấy, cho dù có kích thước rất nhỏ, nhưng nó lại có tính chất là nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Nó thường hay đông bón lại nha. Vậy thì làm sao nó có thể hấp thu vào máu của mình được, trong khi máu của mình chủ yếu là nước, để cấu tạo chủ yếu là nước. Nó gắn với protein thì phải đi vô trong cơ thể rồi nó mới gắn với protein. Ở đây nó mới đang được phân giải ra tại ruột, nó đang nằm ở trong niêm mạc ruột. Thì nó không gắn với protein được, không có cái gì để giúp nó gắn với protein này. Lúc này ta cần phải nhờ tới dịch mật, ta cần tới muối mật. Muối mật được sản xuất ra tại gan, đổ vô túi mật để dự trữ. Đến khi cơ thể chúng ta ăn những thức ăn có chứa dầu mỡ thì nó sẽ kích thích bơm mật ra ruột não. Mật sẽ thực hiện quá trình nhũ tương hoàn. Bởi vì sao? Mật được cấu tạo từ cholesterol, là mỡ đó, được cấu tạo từ cholesterol kết hợp với muối. Thì nó sẽ có hai đầu, một đầu ưa nước và một đầu ưa lipid.
Thì khi mà được tiết vào trong tá tràng thì nó sẽ lấy cái đầu ưa, gói cái đầu ưa lipid vào trong để giữ những cái lipid ở bên trong và đầu ưa nước ở bên ngoài để giúp cho nó có thể hòa tan được ở trong nước. Nên lưu ý là mật sẽ có vai trò hấp thu lipid, nhũ tương hóa và hấp thu lipid vào bên trong cơ thể. Đây, ta gọi nó là hạt nhũ tương hay còn gọi là chylomicron, viết tắt là CM. Và nó có vai trò vận chuyển triglyceride từ thức ăn ở niêm mạc ruột đi vào máu tới cung cấp cho các mô cơ thể. Được chưa? Đây cung cấp cho các mô cơ thể. Đó là vai trò của chylomicron. Và để tạo ra chylomicron thì cần phải có muối mật. Vậy chylomicron sẽ gói những axit béo đã được este hóa. Ở dưới dạng lipid hấp thu vào trong cơ thể chúng ta ở dưới dạng là triglyceride, phospholipid và cholesterol. Tất cả những dạng này đều được được este hóa trước khi đi vào trong cơ thể rồi. Đây, các bạn thấy chữ este này, đây nó sẽ đều được este hóa rồi trước khi đi vào trong cơ thể rồi. Thế thì khi đi vào trong cơ thể, chylomicron sẽ bắt đầu cung cấp cho cơ thể triglyceride, cung cấp triglyceride cho các vùng trên cơ thể của mình. Rồi sau đó dư thừa nữa thì nó sẽ đi tới gan, nó lại nhả lipid cho gan và gan nó phải tổng hợp ra một loại protein để gắn kết với lipid được gọi là apoprotein. Apoprotein nó sẽ gắn kết với những phân tử lipid này với phospholipid, với cholesterol, với triglyceride để tạo ra một phân tử mới được gọi là lipoprotein. Được gọi là lipoprotein. Các lipoprotein này nó có khả năng hòa tan được ở trong nước và tiếp tục di chuyển ở trong máu tới cung cấp lipid cho các mô cơ thể một cách dễ dàng. Cơ thể chúng ta chỗ nào cần có mỡ? Cơ thể chúng ta chỗ nào cần có mỡ? Cần phải được cung cấp lipid. Cung cấp lipid. Hệ thần kinh, đúng rồi, não bộ chúng ta cần rất nhiều lipid lắm. AHA, DHA đó là lipid đó. Cái gì nữa? Chỗ nào trong cơ thể chúng ta cần có mỡ nữa? Màng bảo vệ các cơ quan. Cơ là protein thôi, cơ nó không chứa lipid đâu. Giống như bài tuần trước mình học có bài tiết niệu, có cái nào trong hệ tiết niệu cần có mỡ? Xung quanh đấy cần có mỡ.
Cấu trúc nào? Cái cơ quan nào của hệ tiết niệu mà xung quanh của nó phải được có một cái lớp mỡ đệm để bảo vệ? Đúng rồi. Đó, chỗ đó cần có mỡ đó. Rồi chỗ nào trong cơ thể chúng ta cần có mỡ nữa? Các bạn nữ thì thích mỡ đó ở chỗ nào nhiều hơn? Mông hả? Mông cũng chưa chắc đâu. Như bạn muốn mông săn chắc thôi, muốn cơ thôi, không cần mỡ ở mông. Đúng rồi, ở ngực, ở tuyến vú, đúng không? Cần nhiều mỡ. Là vì nhiều mỡ, càng nhiều mỡ tuyến vú thì nó sẽ càng hấp dẫn hơn, đúng không? Rồi. Ở chỗ nào chúng ta còn có mỡ nữa? Nhiều lắm mà. Ở bụng ra thôi nha, bụng. Không thích đâu. Các bạn không thích mỡ ở bụng, bụng đâu, mông ở đùi ở bụng không thích đâu. Nào. Ở chỗ đó là nó dư thừa quá nên nó mới động ở đó thôi nha. Chỗ nào mà cơ thể chúng ta cần thiết phải có mỡ. Rồi, đó là ở dưới da, mô mỡ dưới da. Da đến khắp toàn bộ cơ thể chúng ta đều cần có mỡ. Mỡ dưới da để làm gì? Da toàn bộ cơ thể chúng ta chỗ nào cũng có mỡ đó, mỡ mỏng, mỡ dày thôi. Và mỡ đó để làm gì, có nhiệm vụ làm gì? Mỡ dưới da để làm gì? Đúng rồi, để giữ nhiệt, để giữ ấm cơ thể, để bảo vệ cơ thể, làm lớp mô đệm để bảo vệ cơ thể, ha. Để bảo vệ những cái cấu trúc ở bên trong cơ thể, ví dụ như là bảo vệ mạch máu, bảo vệ dây thần kinh, đấy, cần có mỡ chứ đúng không? Và mỡ dưới da để tạo nên vitamin D ở dạng tiền hoạt động, tích lũy dưới da rất nhiều. Nói chưa? Đấy. À, thì đấy là vai trò của mô mỡ trong cơ thể mình. Vậy thì các bạn thấy mỡ cũng rất quan trọng đúng không? Nên chúng ta cũng cần cung cấp lipid cho cơ thể mỗi ngày. Mình kiêng khem quá. Tại vì kiêng khem quá thì nó sẽ mất những cái yếu tố để bảo vệ như thế này. Nó gầy quá thì cơ thể sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn. Đúng không? Rồi. Vậy thì chylomicron khi đi vào trong cơ thể thì nó sẽ cung cấp triglyceride, cung cấp mỡ dự trữ cho dưới da, cho xung quanh thận, cho tuyến vú của nó cung cấp cho các mô cơ thể. Dư thừa nữa thì nó sẽ đem đi về gan, nó sẽ tiếp tục đem về gan. Thì gan nó sẽ bắt đầu lấy những lipid đấy và nó sẽ kết hợp với apoprotein do gan sản xuất để tạo nên lipoprotein. Lipoprotein mà chúng ta sẽ có được tổng hợp tại gan, tức là được tạo ra từ trong cơ thể, gọi là lipoprotein nội sinh á. Chúng ta sẽ có VLDL, LDL, HDL và IDL. IDL được gọi là lipoprotein trung gian. Nó tồn tại trong máu với một thời gian ngắn và một nồng độ thấp thôi, nên ta bỏ qua nó thì cũng được, không cần nhớ. Bạn sẽ nhớ cho cô VLDL, LDL và HDL. Đặt tên những lipoprotein này thì dựa vào tỷ trọng. VLDL là những lipoprotein có tỷ trọng rất thấp, VL very low. LDL là lipoprotein có tỷ trọng thấp, low. Và HDL là lipoprotein có tỷ trọng cao, H2, thấy không? Là lipoprotein có tỷ trọng cao. Thì lipo nào mà nó càng có nhiều mỡ thì tỷ trọng của nó sẽ càng thấp, bởi vì lipid có tỷ trọng nhẹ hơn nước, càng nhiều mỡ giống như là mặc nhiều cái áo khoác là nổi nhiều hơn. Còn lipoprotein nào mà càng ít mỡ, ít lipid thì tỷ trọng của nó sẽ càng cao. Vậy thì các bạn thấy hàm lượng lipid ở lipoprotein nào là nhiều nhất?
protein nào là nhiều nhất, là tỷ trọng là thấp nhất, thì lipoprotein nào có nhiều lipid nhất là VLDL đó, đúng không? Trong ba cái lipoprotein thì tổng hợp tại gan thì VLDL là có kích thước lớn nhất nhưng tỷ trọng của nó là thấp nhất. Kilomicron thì còn tùy thì có kích thước lớn, có cái kích thước nhỏ. VLDL sẽ có kích thước lớn hơn so với VLDL và HDL, bởi vì nó có chứa nhiều lipid, do đó tỷ trọng của nó thấp nhất nên mới gọi là very low, đúng không? Vậy thì VLDL sẽ có rất nhiều lipid, có cả cholesterol, phospholipid và triglyceride. Nhưng sau đó nó sẽ tiếp tục vận chuyển trong máu tới cung cấp cho các mô cơ thể. Nhưng khi đi tới các mô cơ thể thì các cái tế bào nó chỉ có enzyme để phân hủy triglyceride thôi. Cho nên vai trò của VLDL đó là gì ạ? Vận chuyển triglyceride từ gan tới cung cấp cho các mô cơ thể. Nó được tạo ra từ gan mà, nó tới cung cấp cho các mô cơ thể. Rồi. Sau khi giao bớt triglyceride rồi thì nó chuyển thành LDL là dạng trung gian. LDL lại tiếp tục giao bớt lipid đi, đặc biệt là các phospholipid là chuyển thành LDL. Vậy thì trong LDL nó sẽ còn lại vậy? Rất nhiều cholesterol. Đúng không? LDL sẽ còn lại rất nhiều cholesterol. Và cholesterol sẽ được LDL vận chuyển tới cung cấp cho các mô cơ thể. Thế nên LDL có vai trò vận chuyển cholesterol từ gan tới cung cấp cho các mô cơ thể. Chỗ nào trong cơ thể chúng ta có cần cholesterol? Cholesterol cũng cần thiết lắm nha. Không phải là cứ thấy cholesterol đáng sợ là không ăn những thực phẩm giàu cholesterol. Cholesterol nó sẽ được cung cấp cho các mô nào? Nó sẽ cung cấp cho các tuyến nội tiết. Ví dụ như cung cấp cho tinh hoàn để tinh hoàn sản xuất testosterone. Cung cấp cho buồng trứng để buồng trứng sản xuất estrogen, progesterone, và nó sẽ cung cấp cho tuyến thượng thận để tuyến thượng thận tiết ra cortisol, tổng hợp nên aldosterone. Nó sao đó là có bản chất từ cholesterol đấy, nó nhất từ cholesterol đấy. Nó sẽ cung cấp cholesterol cho những cơ quan đấy để thực hiện chức năng. Cholesterol thường là lipid chức năng, họ xây dựng nên hormone. Nhưng khi đi tới những cơ quan đấy rồi, cung cấp đủ lượng cholesterol rồi, hàm lượng hormone đã đủ cái lượng nhất định cho cơ thể sử dụng rồi, thì những tuyến nội tiết đấy sẽ không tiếp nhận cholesterol nữa. Nếu nồng độ LDL trong máu tăng cao, nó giao đủ cho các mô, mô không nhận nữa thì nó sẽ trở nên dư thừa, nó đi ở đâu? Nó trong dòng máu mà. Và khi cholesterol trong máu mà nó dư thừa, nó tăng cao như vậy thì nó sẽ rất dễ lắng đọng cholesterol trên thành mạch. Nhiệm vụ của nó nhả, nó biết nhả thôi, nó nhả được là nó nhả, nó nhả ở trên thành động mạch và nó gây ra xơ vữa động. Vậy thì LDL là một trong những thủ phạm gây ra xơ vữa động mạch nếu nồng độ của nó trong máu tăng cao. Được chưa? Đây là sau khi giao bớt cholesterol đi rồi thì hàm lượng lipid nó sẽ giảm đi và tỷ trọng của nó sẽ tăng cao hơn và nó trở thành HDL. HDL nó sẽ di chuyển ngược lại về gan. Và trên con đường di chuyển từ các mô cơ quan đấy về gan thì HDL sẽ lượng lạc những cholesterol dư thừa từ các mô cơ quan đấy đem về gan trở lại. Do đó, nếu nồng độ HDL trong máu tăng cao thì nó sẽ là một trong những yếu tố làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nó là một loại cholesterol tốt cho cơ thể. Nó sẽ làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Và sau khi HDL chở những cholesterol đó về gan, thì gan sẽ lấy cholesterol đó để tổng hợp lên dịch mật. Và mật sẽ tiếp tục được đổ xuống dưới ruột để hấp thu lipid vào bên trong.
chỉ có khoảng 50% muối mặt được thải ra ngoài thôi. Các bạn thấy cơ thể chúng ta tận dụng tối đa mọi nguồn lực của cơ thể, đúng không? Và đi trở lại phải là mà hết thì thôi. Đấy. Được chưa? Thì các bạn sẽ nắm được cái vai trò của kilomicron, vai trò của VLDL, LDL và HDL. Nắm được cấu trúc và nắm được vai trò của nó. Được chưa? Tới đây các bạn có thể hiểu được phần này không? Cô đang còn ở trên Google Meet này, cô đang mở cả hai thiết bị ấy, nhưng bạn nào vào lớp là cô biết liền. Cái laptop thì cô đang trình chiếu, còn trên một thiết bị khác thì cô nói. À, và như vậy thì cô sẽ biết được luôn, lúc nào cô cũng sẽ biết được bạn nào vào lớp. Đang vào lớp hay không? Chỉ có khi là bạn chưa vào được thôi. Đấy, giờ mới có bạn vô này. Rồi, lipid là nguồn năng lượng dự trữ lớn nhất cơ thể. Bởi vì sao? Ta lại nói như vậy. Lipid nào càng nhiều mỡ thì có năng lượng dự trữ càng nhiều. Khi đốt cháy một phân tử glucid thì nó sẽ tạo ra được 360 kilocalo. Nhưng khi đốt cháy một phân tử lipid thì nó sẽ tạo ra khoảng 930 kilocalo. Rất nhiều. Nhiều hơn rất nhiều so với lượng năng lượng đốt cháy từ việc đốt cháy glucid và protein. Cho nên mới nói lipid là nguồn năng lượng dự trữ của cơ thể. Và nào càng mập thì càng có năng lượng dồi dào. Nếu lỡ rơi vào đảo hoang giống như Robinson vậy đó, thì bạn có thể tồn tại được rất lâu nhờ lượng lipid dự trữ của cơ thể. Nếu bạn thấy có cái bộ mà những một đội bóng ở thôn quê mà các thầy trò rủ nhau đi thám hiểm hang động, đi vào trong hang động khi đúng lúc là lũ tràn về nó bích tắc luôn, nó hang động không đi ra ngoài được luôn. Thì họ bị mắc kẹt ở đấy trong hơn 2 tuần và sau đó họ được giải thoát, được cứu thoát ra ngoài. Nhưng mà khi mà ngay cả ở trong một thời gian rất dài trong này không có đồ ăn để ăn, chỉ có nước uống thôi, và họ phải ngồi thiền, đúng không, để giảm sự chi tiêu năng lượng nhất có thể, giống như con gấu mà nó ngủ đông vậy. Thì lúc đấy người ta không có gì để ăn hết, người ta vẫn có thể sống được bởi vì có năng lượng dự trữ từ lipid, lấy lipid ra để tiêu sạch, đúng không? Cho nên là các bạn đang còn trong cái thời gian mà học tập như này cũng cần rất nhiều năng lượng dự trữ ha, để bị gầy quá. Gầy quá nó lên mệt lắm rồi, nó còn có nhiều năng lượng chút để học tập nhưng mà gầy nó mệt lắm. Bạn nào gầy là lên trường học cũng thấy hai người hay nằm ngủ lắm, tại vì không tập trung được, đâu có năng lượng đâu để cho não nó minh mẫn, nó tập trung, đúng không? Cho nên đừng có ngại mập, trừ khi mà mập quá thôi. Một quá ở mức thừa cân béo phì thôi, còn hơi hơi tròn tròn một chút thì cũng tốt cho cái việc mà đảm bảo năng lượng cho cơ thể mà. Và nó là môi trường hòa tan của vitamin. Các vitamin tan trong dầu, ví dụ như vitamin A, D, E, K. Và nhu cầu mỗi ngày của cơ thể chúng ta đối với lipid thì cũng không nhiều, tối đa chừng một lạng mỡ thôi. Rồi, các bạn nắm được là lipoprotein nội sinh và ngoại sinh nó khác nhau làm sao ha. Ngoại sinh là được tổng hợp từ bên ngoài, từ ruột hấp thu vào trong máu, đó là kilomicron á. Còn nội sinh là được tổng hợp từ trong cơ thể như là VLDL, LDL và HDL. Được chưa? Và cái điều hòa quá trình chuyển hóa lipid thì chúng ta sẽ có những cái hóc môn thúc đẩy tổng hợp cholesterol nội bào, ví dụ như insulin, còn thúc đẩy quá trình thoái hóa giảm tổng hợp cholesterol nội bào, ví dụ như glucagon hoặc là corticoid. Đây, slide này sẽ giúp chúng ta nhắc lại về vai trò của VLDL, LDL và HDL. HDL và LDL nó sẽ có vai trò đối lập nhau hoàn toàn nha, đối lập nhau hoàn toàn.
Bây giờ rối loạn chuyển hóa lipid thường hay gặp trên những đối tượng như là béo phì. Béo phì là sao? Béo phì là khi mà trọng lượng cơ thể nó nặng hơn 20% so với bình thường. Còn chiều cao được tính bằng đơn vị là đơn vị bị suy dinh dưỡng hay không. Thường béo phì là do ăn nhiều, do giảm huy động mỡ hoặc là do yếu tố di truyền. Đúng không? Gầy. Đây là bảng BMI. Gầy bình thường thừa cân béo phì độ 1. Ổn không các bạn? BMI ổn không? Rồi, một trường hợp nữa đó là huyết máu sẽ gây ra xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch là do cột nồng độ cholesterol trong máu tăng cao, chủ yếu là do LDL tăng cao ấy. Và khi LDL tăng cao nó sẽ nhả cholesterol trên thành mạch và gây ra xơ vữa động mạch. Nhưng lưu ý nha, nó sẽ nhả thành mạch bằng cách là nó sẽ những lipid này, những cholesterol này nó sẽ chui vào dưới lớp áo trong của thành động mạch. Nó sẽ chui vào dưới lớp áo trong thành động mạch. Đúng không? Và khi chui vào dưới lớp áo trong như vậy nó sẽ làm cho thành mạch dày lên. Canxi làm cho thành mạch trở nên cứng hơn. Và nó sẽ gây ra hiện tượng viêm mà đó làm cho mô xơ phát triển. Và nó càng càng lắng động, càng mô xơ phát triển như vậy thì nó sẽ càng làm cho cái lớp nội mạc nó căng lên hết mức và nó sẽ bị vỡ ra. Và khi vỡ ra như vậy thì nó sẽ bộc lộ ra những cái sợi collagen, những sợi chun làm mất sự trơn láng và tạo điều kiện cho các tế bào tiểu cầu nó bám dính vào để gây ra tạo ra những cục máu đông và kết quả là gây ra tắc nghẽn mạch máu, gây ra vỡ mạch hoặc là tắc mạch. Cái vai trò quá trình cơ chế gây xơ vữa động mạch là rất quan trọng. Trong đó HDL giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, còn LDL làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Nha. Đây là cấu trúc HDL và LDL. Tôi thấy HDL 50% là protein, 50% là lipid. LDL khoảng 20% là protein, 80% là lipid. Đấy. VLDL là 90% là lipid, chỉ có 10% là protein thôi. Giờ xơ vữa động mạch thì thường là do thiếu thụ thể trên màng tế bào nó bị rối loạn hoạt động và bị thiếu thụ thể tiếp nhận cholesterol, hoặc là do ăn nhiều cholesterol quá nó làm tăng nồng độ cholesterol ở trong máu, hậu quả là gây tăng huyết áp, gây tắc mạch và vỡ mạch. Bây giờ chúng ta sẽ qua chuyển hóa protein. Protein này sau khi ăn vào những thức ăn như là thịt cá,
thì nó sẽ cung cấp protein cho cơ thể và nó sẽ phân hủy thành các axit amin. Axit amin sau khi đi vào trong máu, trong đi tới gan thì gan nó sẽ lấy những axit amin đó để tổng hợp lên protein cho cơ thể như albumin, globulin và fibrinogen. Và nó sẽ xây dựng nên cấu trúc của cơ thể. Đấy, chúng ta sẽ có protein vận chuyển, protein cấu trúc và protein dự trữ. Thì protein vận chuyển ở trong máu nó sẽ bao gồm các axit amin, albumin. Albumin nó rất quen thuộc với mình rồi, là protein do gan sản xuất ra. Fibrinogen là những cái protein tham gia vào quá trình đông cầu máu. Thì sau chúng ta ăn xong thì axit amin hấp thu vào máu và gan nó sẽ dùng những axit amin đó để tổng hợp. Globulin thì sẽ được tạo ra từ mô bạch huyết, các kháng thể thì được tạo ra từ mô bạch huyết. Protein cấu trúc xây dựng cấu trúc cơ thể, xây dựng cái khối cơ của cơ thể. Càng nhiều protein thì cái khối cơ nó sẽ càng to, chắc khỏe hơn. Protein dự trữ thì nó sẽ dự trữ ở trong. Khi mà thiếu protein, cơ thể thiếu protein thì nó sẽ lấy protein trong tế bào phân hủy ra thành axit amin và giải phóng vào máu trở lại. Đấy. Thì nó sẽ có vai trò tham gia vào cái tạo năng lượng, nó cũng đốt cháy trong chu trình Krebs để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nó cũng tham gia vào cấu tạo nên khối cơ, tạo nên kháng thể, tạo nên enzyme. Nên những enzyme cũng vai trò, cũng cấu trúc từ protein đó, hoặc là tham gia vào hoạt động như chức năng như hoạt động di truyền, tạo áp suất keo, tạo ra kháng thể. Đấy. Thì đấy là mỗi ngày của protein với cơ thể mình ít thôi, 30-60 gram thôi. Và trong cơ thể có khoảng 20 loại axit amin. Có khoảng 20 loại axit amin, nhưng mà chỉ có 10 loại là cơ thể tự tổng hợp được, còn những loại khác thì cơ thể không tự tổng hợp được và phải đưa vào mỗi ngày từ thức ăn. Ta gọi nó là axit amin thiết yếu. Vậy thì quay ngược lại hỏi, axit amin thiết yếu là gì? Là những axit amin mà cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được, phải đưa vào từ thức ăn. Đây là những cái bảng vitamin nào, những loại thực phẩm nào mà cung cấp nhiều protein nhất. Thịt cá, thịt gà và đậu quảng rồi, cá hồi, cá ngừ, đậu phộng, quả ốc chó, đậu nành, hạt chia, hạt hướng dương, những loại sữa, phô mai, rau củ hoặc là trái cây sấy khô. Đấy. Thì ta thấy là thịt cá vẫn là nhóm mà cung cấp nhiều protein nhất, các hạt gạo, ngô, hạt kê, bột khoai lang, khoai sọ, chủ yếu là chất tinh bột thôi. Đấy. Thì điều hòa quá trình mà chuyển hóa protein thì có cơ chế thần kinh, cơ chế thể dịch. Nên cơ chế thần kinh thì đương nhiên là cũng phải thông qua cơ chế thể dịch rồi, và nó sẽ làm các cái hormone như insulin thì nó sẽ làm tăng vận chuyển axit amin từ huyết tương đi vào trong tế bào để dự trữ, còn các hormone như cortisol thì nó sẽ thoái hóa protein đi. Đấy là quá trình chuyển hóa các chất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chuyển hóa năng lượng. Chào các bạn, quay lại.